Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Vâng, thưa các bạn, ở video lần trước thì mình có chia sẻ tới các bạn một cái công thức làm ra một cái loại thức ăn có thể nói là giúp cho con cá betta nó rất là khỏe và nó lên màu rất là nhanh và rất là đậm. Thì ở video lần này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách các bạn có thể cho ăn và có thể cho ăn trong những cái trường hợp nào và những cái ưu, những cái khuyết và những điều chúng ta cần chú ý đối với cái loại thực phẩm này. Đây thì ở clip trước các bạn nhìn thấy rồi, mình có nói rồi đó. Đó, đây là thịt bò băm nhuyễn sau đó trộn với một số các loại hóa chất phụ gia như mình đã có chia sẻ công thức rồi. Thì sau khi trộn xong thì chúng ta cho vào bịch và chúng ta bỏ vào tủ đông như thế này nè các bạn, là nó đông lại như này. Thì khi mỗi khi ăn á, thì chúng ta lấy ra chúng ta sử dụng, sau đó chúng ta lại quăng vào trong tủ đông thì chúng ta có thể bảo quản được nó rất là lâu. Vậy thì cái thức ăn này cá nó có thích hay không? Đây, mình sẽ trực tiếp cho ăn cho các bạn xem nha. Có thể là lần đầu tiên khi các bạn mới cho ăn lần đầu á, nó còn lạ lẫm, cho nên trước khi các bạn chuyển sang cho ăn cái loại thức ăn này thì các bạn nên để cho cá nhịn đói khoảng một ngày nha các bạn. Chứ tại vì lúc đầu ví dụ như các bạn cho nó ăn trùn chỉ bo bo gì đó, nó đang quen cái nguồn thức ăn đó. Đối với cá betta, khi chúng ta thay đổi nguồn thức ăn thì chúng ta cũng nên cho nó nhịn ăn một ngày và tập ăn một hai ngày đó. Các bạn múc ra một chút xíu như thế này, tại vì thịt bò chúng ta là băm nhuyễn rồi mà. Đấy nha, cho nó ăn riết mà nó quen rồi nè các bạn, là chỉ cần thọt cái muỗng mình vô là nó sẽ biết là mình đang chuẩn bị cho ăn, là nó ngồi lên rồi đó, nó đớp, các bạn thấy không? Nó rất thích cái loại thức ăn này, tại vì cá betta là loại cá ăn thịt, nó gọi là cá ăn thịt sống á. Các bạn có thể thấy khi mà các bạn thả những con cá mồi hay mà nó nhỏ vô, cá betta nó ăn luôn mặc dù là nuốt không trôi đó. Thì cái loại thức ăn này như mình chia sẻ đó, nó gồm rất là nhiều những cái vitamin, rồi thịt bò thì người ăn còn bổ nữa chứ đừng nói là cá. Cho nên mình đảm bảo với các bạn, khi mà cá betta nó ăn tốt cái loại thức ăn này thì nó sẽ giúp cho con cá cực khỏe và nó lên màu rất là mạnh và rất là đậm. Còn một cái chuyện nữa là cho cá bầy ăn. Rồi bây giờ mình ra mình thả cho cá bầy ăn cho các bạn xem. Đây nha, đây là khoảng một lạng thịt bò, mình mua khoảng 20 ngàn cộng thêm những cái phụ gia nữa thì mình cho khoảng 25 ngàn đi. Thì so ra với cái giá tiền 25 ngàn chúng ta mua chuồn chỉ á, thì thịt bò này có lợi hơn luôn, mà nó vừa bổ dưỡng hơn, thì tại sao chúng ta không làm? Ê, một tay nó không khổ vậy đó bạn. Đây nè, một cục vậy thì cho được khoảng một bầy này ăn tốt rồi. Đó, nó thấy là nó bu lại, là nó ghiền cái loại này lắm các bạn ạ. Nè, đó, thả vô rồi các bạn xem nè. Đó, hồi trưa mình mới cho ăn con nào con lấy cái bụng căng chà bá luôn, mà giờ thả vô bắt đầu bu lại đó. Đó, tranh nhau rỉa. Đó, thì cái hiệu quả mà nó mang lại cho cái betta thì là cái điều không thể nào mà tranh cãi được rồi. Nhưng mà đôi khi có một số bạn chưa biết á, thì các bạn sẽ nghĩ là con cái thịt bò này á, nó sẽ làm con cá nó không ăn, hay là cái những cái hôm qua có một bạn comment là những cái hóa chất không ghi tên tuổi gì, thực ra là nó có cái phong, nó có bao bì đàng hoàng nhưng mình đổ riêng ra để mình sử dụng đó. Các bạn thấy không, cá nó ăn rất là khỏe, rất là sung, tức là nó ăn tạp đó. Thì các bạn biết rồi, con người cũng vậy thôi chứ đừng nói con cá. Khi mà chúng ta khỏe thì chúng ta mới ăn được nhiều, ăn mạnh. Tức là thằng nào khỏe là thằng đó ăn tạp à. Các bạn để ý đi, nguyên một đám học sinh trong hay là một đám tức là một số người, 5-6 người á, thằng nào ăn nhiều ăn mạnh là thằng đó khỏe à. Thì con cá cũng vậy, nó ăn mạnh thả vô nhìn nó đớp bụp bụp bụp, là điều đó chứng tỏ con cá nó sẽ khỏe lên. Rồi, vậy thì cái loại thức ăn này đó là về mặt ưu, vậy về mặt khuyết là gì? Về mặt khuyết điểm là như thế này nha các bạn. Đây là thức ăn tươi, còn gọi là thịt sống. Thì khi mà chúng ta cho vào á, chúng ta chưa tập làm quen cho cá nó ăn được á, tức là thả vào nó không ăn á, thì nó sẽ rất là nhanh dơ nước. Tức là các bạn phải tập làm quen cho nó ăn một ngày. Các bạn cho nó nhịn đói nha. Các bạn cho nó nhịn đói xong, một ngày sau các bạn tập cho nó ăn lần đầu, các bạn bỏ một chút xíu thôi cho nó ăn. Một ngày đầu nó quen, thấy các bạn thấy nó ăn được rồi, là qua ngày mai các bạn thả vô tư. Nhưng mà nhớ khi lưu ý khi thả, các bạn để cho nó nhìn thấy, tại vì cái này á, nó sẽ chìm xuống đáy. Còn trong trường hợp nó không nhìn thấy, hoặc là khi bạn thả vô nó không ăn, ngày đầu tiên nó chưa quen nó không ăn, thì các bạn phải hút ra, hút bỏ ra. Tại vì nếu không á, thì á, nó sẽ làm cho cái nước nó rất là dơ, nó đóng cái váng mỡ ở trên cái thành hồ luôn á, thậm chí là thúi nước luôn đó các bạn. Đó, đó là về mặt khuyết điểm. Còn về mặt ưu điểm thì nãy giờ mình cũng đã trình bày rồi, giúp cho cá lên màu tươi, màu đậm, khỏe, sung.
con nào con ấy cũng nhả bọt hết á. Thì bọt là cái biểu tượng cho con cá beta nó khỏe. Đây nè, mấy cái già này mình cho nó ăn, tới giờ mình cho nó ăn, mình chỉ cần đó là nó biết rồi đó, bạn thấy không, nó ngóc cái đầu lên liền đó, nó quen rồi. Tại vì nó giống như là nó được ăn ngon á, thì nó thích cái món ăn đó, thì mình chuẩn bị cho ăn là nó ngóc lên, nó chờ đợi rồi đó, nó biết tới giờ cho nó ăn mà. Thì chúng ta cũng tập cho cá là một cái thói quen, giả sử như trước khi cho ăn chúng ta gõ cái này cái nè, là nó biết à tới giờ cho ăn rồi, là nó lo nó nổi lên để nó ngóng cái cục thức ăn của chúng ta thả vô, để tránh trường hợp khi chúng ta thả vô nó không thấy rồi nó nằm ở đó một hồi nó sẽ bị dơ nước đó, các bạn chú ý nha. Tức là thả vào mà con cá nó chưa ăn hoặc là không ăn ngày đầu á, nó chưa quen á, thì các bạn hút ra liền. Thì đó, cái nãy giờ mình cũng chia sẻ rồi, cái việc đầu tiên á, các bạn trước khi các bạn cho ăn á, các bạn nên để cho nó nhịn đói một ngày. Đối với bất kỳ cái loại thức ăn nào cũng vậy thôi. Ví dụ như chúng ta đang cho ăn từ cám viên, chúng ta chuyển sang cho ăn từ chuồn chỉ bo, chúng ta chuyển sang cho ăn cám viên, hoặc là từ chuồn chỉ rồi chúng ta chuyển sang cho ăn cái loại thức ăn này, thì chúng ta cũng phải tập lần đầu tiên đó, thả vô là xúc lên, các bạn thấy không, nhai ngấu nghiến kìa. Không? À, một điều nữa mình muốn nói là tại sao cái loại thịt bò này mình lại kêu các bạn là phải chọn cái loại bò phi lê. Tức là bò phi lê nó không có mỡ và không có gân, hoặc là khi nó có lẫn mà lẫn rất ít. Rồi khi các bạn băm á, các bạn bỏ những cái gân và những cái mỡ ra để tránh con cá nó ăn vô. Thì mùa lạnh á, cái thời điểm này Sài Gòn không biết tại sao nó lạnh như vậy, thì đối với những cái cá beta, cái loại thức ăn này nó bổ sung thêm năng lượng, bổ sung thêm lượng mỡ, nó giúp con cá chống lạnh tốt hơn. Thì mình thấy cái lượng nguồn thức ăn này mà mình cho cá ăn á, thì mình thấy nó rất là khỏe các bạn. Có điều các bạn phải chú ý là phải thường xuyên thay nước, cái thời gian các bạn thay nước nhiều hơn. Tại vì á, trong cái thịt tuy là thịt nạc nhưng mà chúng ta thả vào thì nó vẫn đóng váng mỡ, mỡ nhiều hay ít thôi. Tức là cục thịt mỡ thì ra mỡ nhiều, còn cái thịt nạc này nó vẫn có mỡ, cho nên á, nó sẽ nhanh làm dơ nước. Nhưng mà nếu chúng ta thả vô con cá ăn hết, tức là chúng ta cho ăn vừa đủ, thì cái lượng nước nó sẽ cũng không dơ, nó cũng giống như là chúng ta cho ăn chuồn chỉ vậy thôi. Nhưng mà khi chúng ta thả vô mà con cá ăn không hết, để thức ăn thừa là chúng ta phải hút ra liền, chứ chúng ta để như vậy là nước rất là nhanh dơ. Đó, đây là cái khuyết điểm chính của cái thức ăn này. Còn ngoài ra ưu điểm của nó là ok luôn rồi nha các bạn. Đó, thì hôm nay mình chia sẻ về cái, và đợt này mình cũng sẽ thử nghiệm một cái vấn đề như thế này. Đây, mình có một con fancy yellow mà ở cái độ tuổi này là cũng 5 tháng tuổi rồi. Nó to lắm, màu size nó to như ngón út đó các bạn. Thì nó lên màu đó các bạn thấy không? Chỉ có một số chút xíu ở vây thôi, còn cái phần đầu là coi như chập. Thì mình sẽ lấy con này làm mẫu, mình sẽ cho nó ăn cái loại thức ăn này để xem nó có thể lên được 80%, hoặc may mắn hơn thì có thể lên full màu được hay không. Thì các bạn cùng theo dõi để những clip lần sau, để mình cái tiến độ của nó khi cái nguồn thức ăn này, tại vì nó bổ sung những cái chất cần thiết giúp cho con cá nó lên màu phát triển tốt, thì con cá khỏe là nó phát triển màu tốt thôi. Đó, bên cạnh đó hiện tại vẫn đang sale cái dòng Red Fancy có 30 xu nha các bạn. Đó, bên mình vẫn đang sale nha, còn khá là nhiều, anh em nào cần thì tới nha. Còn cá thủy sinh thì đó, nguyên cái như cái thùng, cái bầy đây nè, cái bầy thủy sinh này, anh em nào chơi thủy sinh thì tới. 8.000 con đây nè, ôi trời. Nè các bạn nhìn nè, thả vô nó ăn mà giờ sạch sẽ rồi, bụng con nào con ấy một bụng nè, thấy không? Đó, cho nên á, cái thức ăn này á, trước khi mình chia sẻ tới các bạn á, là mình đã thử nghiệm rất là lâu rồi mình mới dám chia sẻ, chứ không phải là mình biết xong rồi mình mang lên mình chia sẻ nói như đúng rồi đâu các bạn ạ. Mình đã thử nghiệm, mình đã biết được đâu là ưu, đâu là khuyết, thì mình mới chia sẻ tới các bạn, để cho các bạn về các bạn chỉ việc sử dụng thôi, tránh những cái hậu quả đáng tiếc nhất có thể. Và đây là cái dòng Hot Moon đuôi dài, bên mình cũng đang sale, có máy luôn nha các bạn. Anh em nào thích đuôi ngắn thì có đuôi ngắn, thích đuôi dài thì có đuôi dài. Nói chung mỗi con cá beta nó đều mang một cái vẻ đẹp riêng của nó. Đuôi ngắn thì nhìn nó dữ, nhìn nó giang hồ, nhìn nó gấu. Còn đuôi dài thì nó nhìn nó thướt tha, nhưng mà cũng không kém phần đầu gấu đâu. Rồi, bây giờ đó, đây là ở clip này là mình chia sẻ tới các bạn cái cách để chúng ta cho ăn cái loại thức ăn mới này. Và mình thấy là một lạng thịt bò cho ra được nhiêu đây, thì theo như mình thường xuyên cho ăn bằng chuồn chỉ, thì mình đảm bảo với các bạn, với số tiền các bạn bỏ ra các bạn mua thịt bò so ra với các bạn mua chuồn chỉ thì nó lợi hơn mua chuồn chỉ rất là nhiều. Vừa lợi hơn về số lượng, vừa lợi hơn về chất lượng, thì tại sao chúng ta không sử dụng, đúng không các bạn? Đó,
Rồi các bạn theo dõi coi cái chú cá này của mình khoảng một tuần sau hay nửa tháng sau để mình xem, các bạn xem thử coi nó có lên màu được 80% trở lên không nha. Full thì quá tốt rồi, nhưng chỉ cần 80% trở lên là coi như là thành công. Tại vì các bạn biết rồi, cá beta này mà nó ở cái độ tuổi này mà nó như thế này thì khả năng nó lên màu rất là thấp, thậm chí là không lên màu nổi nữa, nó chỉ như thế này thôi. Đó. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở clip lần sau nha. Anh em nào mua cá sale thì tranh thủ tới nha, còn khoảng vài trăm con nữa thôi. Địa chỉ mình ở tại số 41/29 đường Dương Đức Hiền, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại 0914689314. Nhồi. Đó. Ở clip lần sau thì mình sẽ tổng hợp những cái câu hỏi của tất cả những anh em comment. Tức là bữa giờ cũng có khá nhiều anh em comment hỏi về những cái kinh nghiệm nuôi beta. Nhưng mà nếu mà mình gộp lại á, mình chỉ một người á, thì nó sẽ rất là ngắn, không thể nào làm được thành một clip được. Cho nên ở clip lần sau thì mình sẽ gom lại tất cả những câu hỏi của tất cả anh em để mình làm thành một clip tổng hợp, để mình chia sẻ những cái kinh nghiệm và những cái câu hỏi, trả lời những cái câu hỏi đó của tất cả anh em. Bao gồm có những cái câu mình nhớ là chỉ cho em cái cách làm sao cho con cá nó kè nó đỡ nhoi. Nhiều con cá nó kè nó nhoi vậy này các bạn. Nhưng mà một lần nữa thì mình muốn nói là đây là những cái kinh nghiệm mình biết và mình đúc kết được. Mình không dám tranh cãi đâu là đúng đâu là sai. Thì mình chỉ biết đây là kinh nghiệm mình đúc kết được và mình chia sẻ tới các bạn. Tức là mình đã áp dụng và mình thấy nó tốt thì mình chia sẻ, chứ mình không có tranh cãi với tất cả những bạn nào về cái mặt đúng, về mặt sai nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở clip lần sau.